Clip này tôi tiếp tục nói về cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 nhé. Ở đây chúng ta xem một cái ví dụ. Ví dụ này hơi đặc biệt một chút. Tức là yêu cầu là giải cái phương trình y phẩy bằng y chia cho y trừ cho x trong cái phần y dương. Để y dương. Như vậy ở đây chúng ta thấy là phân ly biến số hoặc không thể mà phương trình đẳng cấp, tức là ta đem lật thằng y này xuống thì cũng không được luôn. Như vậy thì ta sẽ coi xem có cách nào đó để chuyển về cái phương trình vi phân tuyến tính. Thì nếu mà chúng ta quy đầu ngược lên, thì ta có gì đó y nhân y phẩy. Như vậy là cái dạng phương trình tuyến tính là sẽ không được rồi. Vậy thì trong cái dạng này thì chúng ta để ý là ta sẽ hiểu ngược lại. Ta coi x là hàm theo y. Cái x là hàm theo y, như vậy có nghĩa là thằng y phẩy bằng dy trên dx thì ta viết nó thành là giống như là chia bằng nhân đảo ngược ha. Tức là nó sẽ là 1 trên x phẩy theo y. 1 trên x phẩy theo y. Như vậy thì cái phương trình ta tạm gọi là phương trình 1, ta biến đổi cái phương trình 1 nó sẽ trở thành là 1 trên x phẩy bằng y này, y trừ x này. Ta quy đồng lên thì ta sẽ được là y khác x khác y ha. Quy đồng ngược lên nó sẽ là gì đây? Y nhân x phẩy bằng y trừ x, hay nói cách khác chúng ta viết thành là x phẩy chuyển về sang bên đây chia y xuống cộng với 1 chia y nhân với x, y chia y bằng 1. Cái phương trình này rõ ràng là phương trình này là một phương trình tuyến tính của y là hàm của x là hàm theo y, với cái pi là 1 chia y, còn qi là 1. Vậy theo cái lời giải trước tôi coi như có thuật toán ha. Động tác đầu tiên hết là tôi sẽ tính ui bằng e của trừ tích phân pi di. Vậy nó sẽ bằng e của trừ tích phân di chia y y dương, tức là nó sẽ bằng e mũ trừ log của y, chuyển cái dấu trừ này lên trên là y mũ trừ 1. E mũ log của y trừ 1 là bằng 1 chia y. Như vậy chúng ta có ui. Bước thứ hai chúng ta tính v y c bằng tích phân của quy y 1 chia u y di cộng hàng số c, tức là nó sẽ bằng tích phân của 1 chia y, 1 chia cho y di cộng c. Này chia nhân đảo ngược là y, nguyên hàm sẽ là 1 phần 2 y bình phương cộng c. Như vậy từ đây chúng ta suy ra nghiệm của cái phương trình 2. Nghiệm phương trình 2 cũng chính là nghiệm của phương trình 1. Nghiệm phương trình 2 sẽ là x bằng ui nhân với v y c, tức là nó sẽ bằng 1 chia cho y nhân với y bình chia cho 2 cộng c. Viết lại đây, tức là nhân y vào ra có là y chia cho 2 cộng với c chia cho y.
Đây là nghiệm của cái phương trình 1 trên này hay là nghiệm của phương trình 2 dưới này. Vậy thì cái lời giải của bài toán này, ta để ý là khi chúng ta tách biến không được mà phương trình đẳng cấp không được, phương trình tuyến tính của y theo x, y là hàm theo x không được luôn, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái phương án ngược lại, tức là coi x là hàm theo y. Nên chỗ này ta phải lưu ý, nó giúp chúng ta nhìn được cái những phương trình mà ta biến đổi không 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 ra.